Một người đàn ông ở tỉnh An Giang ngồi uống cà phê, bỗng nhớ lại mâu thuẫn cũ và dùng cây gỗ đánh bạn gây thương tích. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng này. Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2021, Lê Ngọc Vũ, sinh năm 1981, trú huyện Chợ Mới tỉnh An Giang, cùng nhóm bạn uống nước tại quán cà phê Mỹ Linh ở thành phố Long Xuyên. Cùng lúc Quỳnh Văn Thanh sinh năm 1992 đến ngồi uống cà phê chung bàn với Vũ. Trong lúc uống nước, Vũ nhớ lại chuyện bị Thanh chửi trước đó nên muốn đánh Thanh để trả thù. Vũ ra ngoài đi vệ sinh, tôi nhặt một khúc gỗ vuông dài khoảng 45 cm, quay lại quán đi từ phía sau đến đánh vào đầu Thanh khiến Thanh ngã quỵ xuống đất. Vũ ném khúc gỗ rồi bỏ trốn. Còn Thanh được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu điều trị. Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với thành là 15%. Sau thời gian bỏ trốn khỏi địa phương, qua công tác vận động thuyết phục của lực lượng công an, ngày 18 tháng 2 năm 2022, Vũ đến công an thành phố Long Xuyên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.